Mọi người ơi, đấy là hoàn cảnh em Hoàng Văn Sinh, sinh năm 1982, quê ở thôn Đông Văn, xã Thạch Văn. Em mồ côi cả bố cả mẹ. Hiện tại thì em đang ở một mình. Thì ngôi nhà này thì ngày xưa đã được xã hội khuyến góp làm cho em một cái mái nhà nhỏ nhỏ để em ở. Hiện nay thì em không tự phục vụ được. Mọi người đến thăm đoàn của ca sĩ Nguyễn Thành Viễn để thăm em tặng quà. Thì thấy em đang nằm giữa nhà mà quần áo không mặc được, rất là thương. Đây, đây là ca sĩ Nguyễn Thành Viễn. Cả nhà ấy, cả nhà ấy, anh rất là thương cả nhà. Tại vì là lúc này, bây giờ là Thành Viễn đã mặc quần vào cho anh rồi. Và bây giờ thì Thành Viễn và cả kỳ ở đấy mặc áo vào cho anh, chứ anh không tự làm được mọi người ạ. Cả nhà một mình, hoàn cảnh ở một mình rất là đáng thương, và anh phải tự nấu nướng và bằng một ngón chân ấy. Bằng một ngón chân lúc này thì là Thành Viễn thì đây chỉ bằng một sử dụng một ngón chân này đấy cả nhà. Đây cái chân này thương này. Ăn chưa? Anh ăn chưa? Anh ăn rồi à? Dạ, rồi bây giờ em có món quà gửi cho anh nhá. Rồi đấy, em ngoài món quà đó thì em xin cho anh cầm được ở đây chân. Xin em nhận quà thì em nhận quà của cá sĩ đấy. Đây đây, nhận dạ. Đây ngoài món quà đó thì em xin gửi anh thêm 500 nữa nhá anh. Từ từ từ, nhìn bằng chân ấy thì có ngón chân lại hoạt động được. Con anh này cố gắng nha anh nhá. Cái bông đen nó lên chọi quả anh. Nên ơi, mau em giơ cái chân lên đi. Em nhận quà, em cảm ơn cá sĩ đi. Cảm ơn. Không cần phải cảm ơn, anh không cần phải cảm ơn mà. Anh khỏe là được nha anh nhá. Cảm ơn.